Rồi, trận đấu bắt đầu. Anh em vào bổ quả xẻ nhá. Cho trận bán kết cho nó rực rỡ. Rồi, ván đầu tiên. Hợp lệ. Đây, chúng ta cùng xem cái rồi đây là anh Hảo đến từ Lộc Bình, cần rất chi tiết. Ui cần một đũa 10 luôn. Đấy, chúng ta nhìn anh xiên gậy anh xiên gậy cứ phải gọi là oan ta la văn luôn, thế mà đánh vẫn chết, thế mới ảo diệu. Gậy gậy ngáy ngoáy như ngoáy chào. Trời ơi, cúp á phê luôn. Luka tới. Không, con một chạy đạn mà. Hay quá nhá. Quá đàng hoàng luôn. Anh đúng là idol đây rồi. Rất mềm mại. Quá đàng hoàng. Ba bóng nữa thôi. Nó qua tới. Thế mới siêu. Tôi nhìn thấy anh ấy như kiểu đang nhìn đi đâu ấy. Hơi cò rồi. Ôi dùi mạnh rồi, anh lại chơi với ca sĩ rồi. Lại chơi với ca sĩ dùi mạnh à. Ôi rồi sêu cua rồi. Điều con 7 ra con 8 mạnh quá. Ở anh này thì lại điều hơi nhẹ. Vui đằng nó. Trần Trung Kiên thắng con này không đánh giải này. Hay quá nhờ. 2-0 cho Hảo Lục Bình.
Trường coi toàn F với G đây. E, F, G, H. Đây là trận bán kết rồi. Đến 4 giờ đến 4 rưỡi. Chung kết xong về tầm 6 giờ đấy. Mới xong được. Phá dũng mãnh luôn. Lại không chết bi nào. Chúng ta nhìn anh xiên gậy này. Những quả xiên gậy của anh Tuấn bay nhảy này đi vào lòng người luôn. Ôi. À, chung ok có hết các hạng đầy đủ hết. Chuẩn luôn Bùi Đăng Lộc, tôi căn giờ chuẩn hết rồi. Rất chính xác, tôi thấy cái anh Hảo Lộc Bình đánh cực kỳ chính xác. Đấy, chạy đạn rồi. Quá kỹ luôn. Chạy đạn dã man thật. Cầm chén ở Nguyễn Văn Cường. Ok. Luka tới. Ừ. Phong Phạm Minh có chứ, tiêu chuẩn. Hay quá. Anh Hảo Lộc Bình hôm nay cũng đánh rất tự tin luôn. Hôm nay ăn gãi hàng luôn. Đấy, gãi hàng. Ui. Ui rồi ôi. Oh. Phơi à. Tiểu sao không khen cơ thủ. Không khen lại không khen lại chê à? Hay là không chịu được sự sung sướng. Sướng quá hay bị chớ đúng không? Tốt. Nhiều chứ anh? Nhiều. Ok nhá Nguyễn Hùng nhá. Rất tốt. Con này lại phải điều rồi. Anh điều điều kiểu gì đây? Cú lê áp phê chảo hay sao? Hay quá mình ơi. Thế giới cũng chỉ đánh đến như anh thôi. Cú lê áp phê chảo luôn. Hay quá. Tuyệt vời. Nguyễn Thiệp. Cái đấy không thể đổ tại tôi được. Hay mình phải lại khen là hay. Trượt nên là lỗi chứ sao lại đổ tại cho tôi được. Cứ đai dầm mình đổ tại chim à. Rồi, hai bóng nữa thôi. Rất chỉ tiệt.
Lại trượt 8. Cạn lời thanh niên. Lại chèo thuyền. Cơ hội lại trao lại cho anh Hảo đến từ Lộc Bình. Ôi, lại chạy đạn chiến thuật rồi. Một pha chạy đạn chiến thuật của anh Hảo Lục Bình. Rất áp lực, rất căng thẳng. Hay quá nhỉ. Đây mới là chạy đạn chiến thuật. Anh không dám công vì cái vừa côn vừa xa. Bia người ta bảo nhất côn nhì xa mà. Đây cả nhất cả nhì. Hay quá. Cũng là một pha chạy đạn chiến thuật. Hai cầu thủ bắt đầu quay sang đánh cờ tướng rồi. Hai cầu thủ đã quay sang đánh cờ tướng. Hay quá nhỉ. Trường coi thì gần đến cứ gần đến về đích rồi, bắt đầu là cái sự sung sướng lại không chịu được, lại bị chớ kiểu đấy, không nhịn được là lại chớ. Hay thế nhở. Hảo anh chính xác thật. Chuẩn luôn, phong phạm mình. Đúng là trò mà. Ui giời ơi. Quang quân 9 đóng đúng như đóng gạch luôn. 3-0 cho Hảo Lục Bình. Đóng kinh thật. Ông này cũng hạng ép thì chịu rồi. Hạng ép đóng kinh quá. Có ăn rồi, vẫn đang nói bình thường anh. Ba không à? Hạng ép đánh căng quá. Phá hợp lệ. Lục cờ tới. Ừ. Cửa dưới lại đánh tự tin hơn cửa trên. Con 8 ra con 9 là đánh sai đường. Anh em phải đẩy lên đánh điều 9 lỗ 10. Thì đi cúp điều lỗ tít. Trượt. Rồi. Hay quá nhỉ. Quá chỉ thiệt. Ôi nhẹ rồi. Cứ đến lúc gần cuối thì lại chuệch văn choạc. Lại chuệch văn choạc. Phong Phạm Minh chuẩn.
phải ngắt được cái cầu đấy ạ. À, Hiếu Văn Hoa hay quá, vẫn ăn được, lại vẫn già khó. Con này thì đường rất là sáng đấy, nhưng mà không biết có dám đánh hay không. Con này cuộn tam băng, cuộn tứ băng, cuộn tứ băng dậu về, cúp thì vứt đi, cắm a phê xuôi. Tốt, chuẩn đường. Tận chân công trình rồi, chắc chắn là tận chân công trình. Đánh đúng đường phát là nó khác ngay. Ok, một vị trí nữa thôi. Hơi duy mạnh một tí nhưng mà đẹp rồi, ngon rồi. Ok, 1-3 cho anh Thuấn bay nhảy, bay lên nào. Bật tôm. Cho anh nửa đường. Cho lên hẳn đi, chứ bay chưa được cao lắm. Quá hay cho anh Thuấn bay nhảy. Bật tôm cuộc tình nào. Luka tới này đi theo bên nào lại bỏ chạy đấy. À, 1-3. Vẫn tiếp tục là một pha phá thuê của anh Hảo Lộc Bình. Không chết vì nào. À, anh định bắt đuôi. Bắt đuôi theo đúng đường châu Âu luôn này. Lúc ra tới. Ừ. Quá hay luôn. Rồi, như vậy là anh Hảo Lộc Bình quyết định chuyền bóng một cây chuyền hai đầy tiềm năng này. Trương Đức. Vinh Xuân. Thế mới là idol. Đây là dị nhân luôn. Gậy anh ngoáy đúng như ngoáy cháo luôn, ngoáy như ngoáy cám, và anh vẫn chơi, vẫn chết, thế mới tải. Rất hay, rất nhẹ nhàng. Thành Duy Ngô giờ mới quay lại à? Vừa đi đâu ấy mà bây giờ mới quay lại. Chúng ta cùng xem này, bắt đầu một màn ngoáy cháo của anh à. Ý, anh ngoáy rất kinh. Rất chi tiết.
Hay quá nhờ, hãm lực luôn kìa, Trần Văn Lực luôn. Tôi xem anh Tuấn ấy đánh vẫn cảm xúc thật đấy, quá nhiều cảm xúc trong những cái con pha đánh của anh. Hay quá mình ơi. À, nhìn anh ấy siêu này, anh ấy xiên này. Quá đàng hoàng luôn mình ơi. Anh em bổ cho tôi quả xẻ nhá, cho nó trận bán kết cho nó rực rỡ. Đó, ok. Vẫn ra 9. Tôi chỉ nhìn cái đầu gậy tôi buồn cười. Hay quá mình ơi, quá đàng hoàng luôn. 2-3, hai pha dọn bàn quá đẳng cấp của anh Thuấn bay nhảy, đồ lên rồi, bay ngất người rồi, lên rồi, lên rồi. Bắt đầu bay rồi. Quá đàng hoàng luôn, đầu gậy ngoáy tít thô lò đánh vẫn chuẩn, thế mới tài. Anh em bổ cho quả xẻ và bão cho một chàng bão tim đi xem nào, cho rực rỡ đi xem nào. Bão tim luôn xem nào. Quá tuyệt vời. 2-3. Hai ba thôi. Hai ba. À thức. Ê mới ảo diệu. Úi giời, úi giời. Hợp lệ. Chết hai bóng luôn. Thành gì ngộ. Lý chúng ơ. Tiền cả nhau. Tôi cứ nhìn thấy gậy tôi lại buồn cười. Ôi giờ truyền bóng của đội bạn thôi. Chúng ta cùng xem màn trình diễn của anh Hảo Lộc Bình. Câu trả lời của anh Hảo Ngọc Lộc Bình đây. Hiện thân người. 2-3. Hiện thân tới. Ở đây là trình diễn của cơ thủ hạng. Úi, lại chạy đạn chiến thuật rồi. Anh Hào đến từ Lục Bình. Dung ở phút đầu tiên luôn. Đúng idol luôn. Thuấn ngoáy cháo. Chào Quang Liêm nhá. Rồi, một pha gãy hàng chiến thuật. Mớm bóng cho đội bạn của anh Thuấn ngoáy cháo. Rồi, cho đối thủ ăn vợ đi đã. Chiến thuật luôn. Ra hình gì đấy?
Hay thế nhở. Ôi cái đi đâu. Ui rồi ôi. Quẳng cái thôi. Cơ hội cho anh ngoáy cháo. Liệu xem anh có ngoáy được cái lối cháo đấy không. Người ta xem nghe. Cái lối cháo đấy có ngoáy được không đấy. Nồi cháo này tôi nhìn nó hơi ngon rồi đấy. Cháo toàn sườn không. Rồi, 4 bi nữa thôi. Chúng ta thì anh ngồi cháu. Đang rất quyết tâm. Anh quyết ngoáy được cái lồi cháu này. Rất chính xác. Thành gì cũng cháu thủ. Đóng như đóng gạch luôn, sợ anh thật đấy. Xạo luôn. Hay quá nhờ. 4-2 cho Hảo Lộc Bình. Nếu còn cơ hội nào cho anh Thuấn bay nhảy không? Tua cho cái cửa hè hè thì đéo thở được tụ. Toàn sương mù rồi. Đấy kia lên. Hiện tuyệt. Công nhận là điếu cực ở đây kêu thì đừng hỏi luôn. Tiếp tục là một pha phá thuê của anh Hảo Lục Bình. Tiền cả chắc. Rất chi tiết. Bắt đà đuôi rồi.
đóng lên đéo sao, nhưng mà nó đéo, nó đéo khỏe, nó chạy yếu. Thiên cá chép. Ôi không được rồi, vẫn nỗi Dung Nguyên tiền bàn tôi nói hết rồi, không phải nghĩ. Vi Trần Tài Đức, để anh xem em có rảnh không. Ủa anh nhiều rồi, khói lắm anh nhiều. Để anh xem không rảnh ra, vì là tuần tới là nhiều giải quá. Tuần tới một giải ở bên Văn Giang, Hưng Yên, một giải ở B52. Với cả công việc thì bận mơ mắt. Cuối năm cày cuốc, sửa gậy, sửa gậy với cả bán gậy, bận mờ mắt ra. Hôm nào rảnh thì ngồi bốc phét với anh em một tí. Sợ tí nữa thì ăn rùa chín. Anh Hảo này được xếp hạng F, anh Thuấn bay nhảy còn chấp một ván 6.1. Tôi đánh giá là chấp hơi lặng, hơi sâu. Sời, quằn quại luôn. Đủ lực không? Hay quá mình ơi! Một con giò quá đẳng cấp của anh Thuấn bay nhảy. Quá đẳng cấp. Con đấy ghi nhận là hay.
3, 4. Hay quá. Một con bánh giò quá hay. Dương Nguyên. Đấy, chúng ta xem pha phá bóng của anh Thuấn ngoáy cháo. Quá đàng hoàng luôn. Ra hình không? Ồ. Con này thì một hơi khó rồi. Con bi phải nói là đẳng cấp của anh Thuấn bay nhảy. Rồi, một pha chạy đạn sinh viên. Vi Trần Tài Đức, anh chưa tìm được mặt bằng em ơi. Trước tưởng lấy được cái mặt bằng ấy nhưng mà lại chưa lấy được. Có tiền. Sơ sơ cho đấy khoảng 14-15 đồng. Tổng. Chạy, chạy với nhà tôi này. Ông chạy với nhà tôi này. Không được rồi. À. Quánh từ đông sang tây luôn. Đúng là nhìn rau gắp thịt. Hóa ra anh đánh con 8. Tôi tưởng đánh con 1. Đây, chúng ta cùng xem pha ngoáy cháo. Một lồi cháo đang được anh Thuấn ngoáy rất chi tiết. Quá đẳng cấp luôn. Chính xác tất. Anh ngoáy rất kỹ lưỡng. Ôi không được rồi, bánh dày rồi. Điều tận chân công trình mà bị bánh dày. Là hình gì đấy? Ồ. Nguyễn Việt à. À, quá mất dạy luôn. Bắt đuôi luôn kìa. Hay thật. Bắt đùi như người lớn luôn. Trận đấu này chưa nói lên điều gì. 3-4. Quá căng anh em ạ. Quá căng luôn. Ông chạy với nhà tôi này. Chạy với nhà tôi này. Thôi phơi hàng rồi. Nhưng mà vấn đề là điều ra được con 3. Ui, ra hình gì đấy? Ui, bộc đất rồi. Đuôi rồi. Phơi hàng cuộc tình rồi. Phơi hàng cuộc tình.
cơ hội cho anh Hảo Lộc Bình thế bị rất thoáng. Hảo Lộc Bình cũng nuôi đánh phải nói là rất chi tiết. Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Văn Hiêu, đây là giải nghiệp dư mà nhằm phát triển phong trào, tạo cái sân chơi cho anh em giao lưu cọ sát, thể thao lành mạnh. Ui rồi ôi, cú lê áp phê chảo luôn kìa, chính xác thật. Anh này đánh phải nói là đánh cực kỳ chính xác, hạng vitamin F này. Lê Xuân Cường, cần quan trọng là ăn chứ cần gì điều. Ôi chắc anh này anh sợ cái chết. Cơ hội cho anh Thuấn rồi, rất đáng tiếc cho anh Hảo là anh điều hơi lỗi một chút mà. Chào Tuấn Thượng nhá. Sợ áp phê chảo kìa. Đi đâu, đi đâu. Ôi giời ơi, đánh đánh cứ ăn chắc đã rồi lại tính tiếp. Quan trọng là phải ăn đã. Quá đàng hoàng luôn. Bốn đều cho anh Thuấn ngoáy cháo. Bốn đều. Anh yêu thở ra ngoài nhá, đừng đừng thở ở đây, thở ra ngoài. Khỏi 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 khỏi. Anh yêu. Nhiều chỗ nào ạ, không thở được. Trần Quang Huy, tôi bận suốt với cả tuần nào tại Liver, mới giải quốc gia xong gì. Chả để ý gì cả, vô địch quốc gia ở trong Đà Nẵng tôi trả Liver đến tận 10 ngày thông như còn gì nữa. Mới tuần trước xong. Ôi, lại không ăn con nào, vẫn là một pha phá thuê. Nguyên Văn Hiêu, thì giải nghiệp dư của Lạng Sơn thì nhất cũng có 30 tấn thóc thôi. Nghiệp dư văn nghệ thôi. Phần thưởng thì nó chỉ là chuyện nhỏ. Quan trọng là cái anh em giao lưu, cái sân chơi, một cái mùa đấu, giải đấu để anh em thi đấu. Hay quá nhở, đuôi luôn. À không, chưa đuôi. Anh à, sêu cua kinh thật. Anh sêu đấy mà chết. Lê Xuân Cường, bình tĩnh. Anh à, hay quá nhở, anh nhốt quá chi tiết luôn kìa. Hay quá, đường riêng luôn kìa. Quá chi tiết. Ui rồi ôi. Còn nguyên một cái mông để cắt chết. Còn riêng một cái mông để cắt chết, anh cắt chết luôn. Thế mới giỏi.
Đó, rất mềm mại. Rồi, anh quyết định chạy đạn chiến thuật, một pha chạy đạn chiến thuật đến từ anh Hảo Lục Bình. Sếp thắng. Thì giải nghiệp dư thì hạng E với hạng F thì trình độ nó chỉ gọi là nghiệp dư chứ. Lê Xuân Cường. Đúng rồi, phải tổ chức những cái giải nghiệp dư như này thì anh em mới tiến bộ được chứ. Mà những cái cầu thủ kém người ta mới mạnh dạn, người ta thi đấu cọ sát thì mới tiến bộ được chứ. Phong trào nó mới đi lên. Hiểu không? Lê Xuân Cường hiểu không? Hiểu lời tôi nói không? Ây da, hay quá nhở, một pha đánh trúng bi mục tiêu chiến thuật của anh Thuấn. Hay quá, quá dã man luôn, bắt đùi dã man luôn. Ui hư hự luôn. Quá kinh dị luôn. Hay quá mình ơi. Ông bắt đùi tôi à? À cho ông nhớ luôn. Hay thật. Xem này mới hấp dẫn sướng. Chân tay. Một đuôi. Rồi, ui, quá khôn nạn luôn, đùi nhìn đùi. Đùi hư luôn. Rồi, anh định làm gì đây? À, bà còng đi chợ trời mưa. Hai đôi. Xem nghiệp dư này nó mới có nhiều cái tình huống hấp dẫn. Con này thì cũng đuôi rồi nhưng mà dễ rồi. Như vậy là đã mất 3 đuôi. Cơ hội còn lại trao lại cho anh Thuấn bay nhảy. Nếu anh có xử lý được cái thế bi nó đang trái ngang cuộc tình này không này. Anh định làm gì đây? Ui dồi ôi, hay thật. Pha bắt đuôi này thì tôi thấy là quá hay. Ông nào cộng là sai lầm. Pha bắt đuôi quá tuyệt vời luôn. Bởi vì sao? Thế bi nó đang dắt. Có đấy cộng. Mà những cái ra đít 8 thì lại vứt đi. Là còn phải hãm lực rồi điều nữa. Bắt đuôi thì thế bi nó sẽ là thế bi mở. Đường bắt đuôi quá hay của anh Thuấn bay nhảy. Anh định làm gì đấy? À, anh định tạo tình huống dúi lăm vào đít 6 nhưng hơi nhẹ. Những pha sêu cua rất chi tiết của anh. Anh Thuấn Thuấn cua này. Rồi. Cứ điều ăn chắc mặc bền đã, rồi ta tính tiếp. Trận bán kết cho nó quá căng. Đó, ba bi nữa. Ok nhá, Trần Quang Huy nhá.
Đấy, sắp tới tôi sẽ tổ chức giải tuần 3 giải ở B52. Một tuần 3 giải cho anh em tha hồ đánh. Ui giời ơi, anh trồ như một cây ô tô luôn, sợ thật. Ồ, ra thế bi chéo ngoe cuộc tình rồi. Có hình gì, ra hình gì đây? Con đường là do anh chọn. Đã đánh đi là không đánh lại được đâu. Bắt đuôi không được, hơi lỗi một chút má, chưa đuôi tệ lắm. Tầm này thì cầm gậy khác thì cái xào beng đâu mà. Nhẹ rồi, có ý đồ nhưng nhẹ rồi. Có ý đồ nhưng mà hơi nhẹ. Ra thẳng tắp rồi anh em ạ. Chéo ngoe cuộc tình. Tệ thật thì tôi ngồi ngồi còn tái tê luôn anh em ạ. Ngồi lạnh người luôn. Thôi xong rồi. Phơi hàng rồi. Một bóng chín nữa thôi, anh đánh trái tay luôn. Quá đàng luôn, 5-4 cho anh bay nhảy. Đúng là tái tê cuộc tình luôn, đánh bây giờ không dám điều nữa rồi, cứ ăn. Lăm bốn cho anh Thuấn bày đặc. Những cái pha ngoáy cháo phải nói là quá chi tiết luôn của anh Thuấn ngoáy cháo này. Thiếu gia của Lạng Sơn rất đẹp trai và chưa người yêu. Bằng vẫn ngoáy cháo rất là miệt mài. Trời ơi, thiếu bếp rồi. Bảy ve là đủ. Bảy ve chưa? Đây một chấm ra nào nữa thì đúng là chấm hết cuộc tình luôn đấy. Ấy, anh vẫn đang miệt mài ngoáy cháo. Quá chi tiết luôn. Ui rồi ôi, thế giới anh chỉ điều đến như anh thôi. Anh ngoáy cháo chuẩn thật.
Rồi, một pha chạy đạn chiến thuật, hãng còn nhiều bi quá. Ta ra ta ngồi đã, ta thì ra ta chờ sót. Một pha ngoái cháo hơi bị khê của anh Thuấn bay nhảy. Ô kìa, trời ơi, qua đang tiếc cho anh Hảo khi anh hơi lỗi má con bi kìa. Trần Huy đó ra đạn rồi. Trần Huy Hoàng lỗi rồi, chạm chín trước penalty, cơ hội cho anh Hảo san bằng tỷ số rồi. Đăng Hưng bạn ơi, giải nghiệp dư mà, với cả là tôi nói thật, tầm này bán kết rồi, bao nhiêu khán giả xem này, tôi nói tê lắm, tái tê cuộc tình, vậy đơn giản đâu. Ok, ra hình, ui, thoáng lắm rồi, ngon lắm rồi. Hoàng Hữu bán kết 2 là anh Giang đã vượt qua anh Long Châu rồi nhá. Quá chính xác, 3 bì nữa thôi. Rồi, hai bóng nữa thôi. Đào Tiến Đạt. Giải nghiệp dư thì nhất cứ 30 tấn thóc thôi. Rồi, một bóng chín nữa. Xanh má bản đã bị anh Thuấn bay nhảy loại rồi nhá. Hoàng Hữu nhá. Một bóng chín nữa thôi. Ui rồi ôi, cân à. Tay tề cuộc tình rồi ôi. Đăng Hưng bạn ấy giải nghiệp dư mà bạn 30 tấn thóc ấy bạn, hay bạn cứ đăng ký đi đi mà giật. Hay quá Minh ơi! Ôi cái! Ôi! Quá đẳng cấp! Một con bi đi vào lòng người luôn của anh Tuấn bay nhảy. Chúc mừng anh vào trận chung kết. Quá hay Minh ơi! Quá tuyệt vời luôn! Có nhá Đào Tiến Đạt nhá! Quá đẳng cấp, một pha cân quá quyết đoán của anh Thuấn bay nhảy. Anh bay đúng lên lóc nhà luôn, hay quá mình ơi. Nghỉ tiếp đi.
nước lôi đi, nước làm non bầu húc húc cho khỏe đấy, chuẩn bị cho trận chung kết. Vệ sinh bàn bóng đi em ơi. Thế giới chỉ đến cần đến Như Anh thôi. Đi vào lòng người luôn, đẳng cấp. Đúng là trái bóng tròn anh em ạ. Hay thật. Bia nó phải đi vào lòng người, nó phải như thế. Tôi sẽ tắt video đi trong 3 phút và phát trận chung kết nhé cả nhà nhá.